Xin chào tất cả các bạn đang xem video của em, cũng như là đặc biệt là em xin chào chị Minh Hiên, người đã tạo cho em cái thử thách để ngày hôm nay em ngồi đây quay một cái video clip như thế này. Thử thách của em hôm nay thì cũng không có quá khó, nhưng mà thực sự khó ở cái chỗ ấy là em ngồi đây quay một video, sau đó em up lên trang cá nhân của mình ấy. Thật sự là rất ngại luôn ạ. Còn thử thách của em hôm nay đó là quay một video clip đăng lên trang cá nhân Facebook của mình, phân tích hình tượng 8 câu thơ, dường như là 8 câu thơ gần như là cuối rồi ấy, của bài thơ Tây Tiến nói về hình tượng người lính Tây Tiến nhỉ. Thì em đã chấp nhận tham gia thử thách và chắc chắn là em sẽ quay video này. Bây giờ thì em xin phép đi thẳng vào cái thử thách của em luôn. Để phân tích về một hình ảnh, về một hình tượng cũng như về một đoạn thơ hay bài thơ thì hầu hết cái mà chúng ta hầu hết phải đi tìm hiểu cũng như là luôn luôn tìm hiểu đầu tiên đó chính là tác giả, đúng không ạ? Tác giả thì ở trong bài thơ Tây Tiến này thì không ai khác Quang Dũng, đúng rồi ạ. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại thì Quang Dũng được đánh giá là một nhà thơ rất đa tài và cũng rất đỗi đa tình. Ngoài vẽ tranh, soạn nhạc, viết văn thì Quang Dũng còn được biết đến với tư cách của một nhà thơ đề tài, mà một cái người nghệ sĩ đa tài đấy lựa chọn thường là các đề tài viết về người lính và quê hương xứ đoài mây trắng. Quang Dũng mang một phong cách thơ điển hình là hùn hậu, phóng khoáng và tài hoa. Ông thuộc thế hệ lớp các nhà thơ trưởng thành từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp và được rất nhiều bạn đọc cũng như độc giả, các nhà thơ cùng thời đánh giá ông là hiện tượng của nhà thơ một thời. Tây Tiến thì tất nhiên là tên của một bài thơ của nhà thơ Quang Dũng rồi ạ. Nhưng mà Tây Tiến trước đó còn được biết đến là một đơn vị bộ đội được thành lập vào đầu năm 1947 ạ. Chiến sĩ Tây Tiến phần đông là các thanh niên Hà Nội, họ xuất thân khi họ còn đang rất là trẻ, những người sinh viên, học sinh, trong đó có nhà thơ Quang Dũng của chúng ta là một điển hình. Quang Dũng sáng tác bài thơ này vào cuối năm 1948. Bởi vì sao ạ? Cuối năm 1948 là cái thời điểm mà Quang Dũng rời xa đơn vị Tây Tiến sang đơn vị mới chưa được bao lâu tại Phủ Liêu Chanh ạ. Bằng cái cảm xúc cũng như là bằng cái tình cảm của mình ở trong lòng thì Quang Dũng đã viết lên cái bài thơ này. Bài thơ thì ban đầu có tên là Bài thơ nhớ Tây Tiến, nhưng mà sau đó khi in ra lại được đổi thành Bài thơ Tây Tiến ạ. Bởi vì sao ạ? Quang Dũng cho rằng là không cần có từ nhớ đặt tên cho bài thơ, mà chỉ cần khi nhìn vào những câu thơ mà ông đã, thì dường như là đó đã thể hiện được tình cảm của ông rồi. Tây Tiến là một bài thơ tiêu biểu cho đời thơ Quang Dũng và cũng là bài thơ tiêu biểu cho thơ ca kháng chiến chống Pháp ạ. Đã thể hiện sâu sắc của nghệ bài thơ này thì đã thể hiện sâu sắc nghệ thuật của nhà thơ, phong cách nghệ thuật của nhà thơ. Thì 8 câu thơ hôm nay em được giao cho một cái thử thách, đó là 8 câu thơ gần như là cuối rồi, về hình tượng người lính Tây Tiến, đó là: Tây Tiến đoàn binh không ngủ tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm, giải sát biên cương mù viện xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào tay chiều anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Vâng. Nếu ở những câu thơ trước ấy, thì nhà thơ nói về chặng đường hành quân của binh đoàn Tây Tiến nơi núi rừng Tây Bắc, hay là những kỷ niệm ấm áp tình quân dân, thì ở 8 câu thơ này, 8 câu thơ có thể được đánh giá là đặc sắc nhất, hay nhất, thành công nhất. Đó là 8 câu thơ khắc họa thành công bức tranh chân dung của người lính Tây Tiến trên cái phong nền thiên nhiên Tây Bắc. Nếu mà đem ra phân tích ấy, 8 câu thơ này một cách tường tận từ đầu đến cuối thì cũng được thôi. Nhưng mà thực sự nếu mà dễ hiểu và khoa học nhất ấy, thì là chúng ta có thể chẽ nhỏ một cái đoạn thơ như vậy ra thành các câu thơ nhỏ.
chẳng hạn như là hai câu đầu, hai câu tiếp và bốn câu còn lại. Thì ở hai câu thơ đầu đó là hai câu thơ miêu tả diện mạo ngoại hình đặc biệt ấy, của người lính Tây Tiến. Đó là: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Hình ảnh đầu tiên ta bắt gặp đó là hình ảnh đoàn binh không mọc tóc, phải không ạ? Không mọc tóc, đầu tiên ta có thể hiểu được đây là hậu quả của căn bệnh sốt rét rừng gây ra, nhưng cũng có thể hiểu được do đây là cái chiến thuật của chiến thuật đánh xác lá cải ạ. Thì những người lính chiến sĩ phải cạo trọc để thuận lợi cho chiến đấu cũng như trong sinh hoạt ạ. Đi cùng cái hình ảnh đoàn binh không mọc tóc ấy thì là hình ảnh của quân xanh màu lá. Bộ đội thì thường có những cái bộ trang phục màu xanh lá cây ấy. Thì đấy cũng chính là một ý hiểu trong cái hình ảnh này. Nhưng còn một cái khía cạnh khác mà ta có thể hiểu được, đó là đây là cái màu da do căn bệnh sốt rét rừng gây lên. Những diện mạo không mọc tóc, quân xanh màu lá ấy, đây là đã diễn tả cái hiện thực khắc nghiệt chiến tranh nơi rừng thiêng nước độc. Không phải chỉ ở đây những người chiến sĩ Tây Tiến không phải chỉ đối mặt với bom đạn, với chiến trường, mà những người lính Tây Tiến còn phải đối mặt với những khó khăn trong điều kiện sinh hoạt, đặc biệt là cái căn bệnh sốt rét rừng này, cái căn bệnh khủng khiếp đã cướp đi biết bao tính mạng của người chiến sĩ. Còn không, nếu nó không cướp đi tính mạng ấy, thì thật sự ấy, là nó cũng khiến cho những người chiến sĩ trở nên tiều tụy, nghiệt ngã. Cái hiện thực khắc nghiệt này thì không phải chỉ đến thơ Quang Dũng thì ta mới có thể nhìn ra được, mà ở thơ của, chính xác là ở trong chương trình ngữ văn lớp 9 thì nhà thơ Chính Hữu cũng đã nói về điều này. Nhà thơ Chính Hữu đã viết rằng: Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh ướt sốt run người, vầng trán ướt mồ hôi. Bằng cái cảm hứng lãng mạn thì Quang Dũng đã miêu tả ngoại hình, nhưng trong cái cảm hứng lãng mạn ấy thì người lính tuy da xanh tóc rụng nhưng không tiểu tụy, mà trái lại lại rất là ngang tàn. Ngang tàn ở chỗ nào? Ngang tàn là cách sử dụng từ Hán Việt đoàn binh gọi tả sự mạnh mẽ lẫm liệt, rồi lại cả từ không mọc tóc. Không mọc tóc cho thấy sự ngang tàn ngạo nghễ. Tác giả còn sử dụng cách nói ẩn dụ qua cái từ đó là giữ oai hùng, gợi lên một cái phong thái oai hùng lẫm liệt, tựa như những vị chúa tể rừng xanh có sức uy hiếp. Hai câu thơ này đã nói về cái bi, nhưng mà không phải là bi lụy mà chính là bi tráng ấy. Sau khi đã phân tích hai câu thơ đầu thì ta tiếp tục đi phân tích hai câu thơ tiếp trong đoạn thơ, đó là câu thơ: Mắt trừng người mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Hai câu thơ này đã nói về vẻ đẹp, ý chí và tâm hồn của người lính Tây Tiến. Có lẽ rằng ai trong số chúng ta khi nhìn vào câu thơ này cũng sẽ ấn tượng bởi cái hình ảnh mắt trừng, đúng không ạ? Mắt trừng gợi một cái hình ảnh đầy dữ tợn, đầy căm hờn của những người lính Tây Tiến dành cho kẻ thù. Kẻ thù đấy chính là bọn thực dân Pháp. Vậy nên khi song hành cùng với từ mộng, thì mộng ở đây đã được hiểu là mộng giết giặc lập công, mộng trả thù cho đất nước. Hình ảnh tiếp theo đó là hình ảnh đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm. Những người lính Tây Tiến khi xa nhà xa quê hương thì tất nhiên đâu đó trong tâm hồn họ vẫn có những cái nỗi nhớ về quê hương, về gia đình. Sáng kiều thơm ở đây được hiểu là dáng vẻ của những người cô gái Hà Nội, những người cô gái Hà Thành thanh lịch yêu điều. Nỗi nhớ này không phải là chỉ dành cho người yêu đâu, mà nỗi nhớ này còn dành cho những người bạn của mình. Cách đặt nỗi nhớ trong cái nỗi nhớ như vậy đã cho ta thấy được những cái nét riêng của những người lính khi xa đi từ chốn đô thành. Họ rất là hào hoa, lãng mạn và cũng rất đỗi đa tình. Hai câu thơ này đã cho thấy cái hiện thực khó khăn, khắc nghiệt
cho thấy trước cái hiện thực khó khăn khắc nghiệt, tuy nhiên tâm hồn của những người lính Tây Tiến vẫn lãng mạn chứ không hề yếu đuối, vì họ luôn mang trong mình một sức mạnh lớn lao để đối mặt với kẻ thù. Tiếp, khi phân tích được hai câu thơ tiếp thì đến bốn câu thơ còn lại, có lẽ đây là bốn câu thơ mà bản thân em cũng cảm thấy là rất ấn tượng vì nó rất là xúc động. Bốn câu thơ tiếp theo đó là nói về sự hy sinh bi tráng của những người lính Tây Tiến trên chiến trường. Giải xác biên cương mù viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiều anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Trong chiến tranh không phải chỉ có sự gian khổ, khó khăn trong điều kiện sinh hoạt, bệnh tật, mà đi cùng với nó còn có cả sự mất mát và hy sinh. Tuy nhiên Quang Dũng không hề né tránh cái hiện thực khó khăn đấy, mà ông đã khắc họa lên trong bốn câu thơ này. Ông đã viết lên sự hy sinh của người lính và cảm hứng đầy bi tráng. Câu thơ đầu tiên, giải xác biên cương mù viễn xứ. Câu thơ cho thấy hình ảnh những nấm mộ dọc vùng biên cương của Tổ quốc. Từ dọc cho thấy một cái không gian trải dài, rộng lớn, hoang sơ. Chính cái hình ảnh này đã khắc họa lên cái hiện thực tàn khốc, nghiệt ngã của chiến tranh. Vì đã có rất nhiều người lính Tây Tiến khi ra đi đã phải làm lại nơi đất khách quê người mà không thể trở về với gia đình, với quê hương. Nhưng Quang Dũng đã dùng ngoài bút của mình để làm nhẹ đi cái sự đau thương đấy bằng cách việc sử dụng các từ hán Việt như là biên cương này, viện xứ, đã mang lại sắc thái trang trọng và cổ kính cho câu thơ. Câu thơ chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, đó là câu thơ thứ hai trong đoạn 4 câu này. Đây là câu thơ đã gọi cho ta thấy cái lý tưởng sống cao đẹp như một lời thề, câu thơ như một lời thề sắt đá sắc son. Những câu thơ những người lính sẵn sàng dâng hiến đời xanh. Đời xanh ở đây được hiểu là gì ạ? Đời xanh ở đây đó là tuổi trẻ, đó là thanh xuân của mình cho đất nước, ra đi vì tiếng gọi của Tổ quốc, sẵn sàng dâng hiến mình cho sự nghiệp độc lập của đất nước. Đó cũng được coi là một biểu hiện cho tinh thần quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh. Câu thơ thứ ba trong đoạn 4 câu thơ đó là áo bào thay